xong rồi con lại cầm rổ đi. Cầm rổ, đúng rồi. Bò ngoan quá. Bò giỏi quá. Nào, ôi bò giỏi thế. Xin chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay ông xã mình sẽ rang lạc cho hai bé ăn nhé các bạn. Hai bé rất thích ăn lạc rang các bạn ạ. Đấy, bỏ ra cái là ngồi trầu trực đây này. Làm gì đã chín mà nó nhâu mồm mà ghê không? Gần chín rồi, sẵn lăn rồi đấy, biết không được ăn rồi. Hôm nay tính giá một cái xô nhỉ, mà nó đến nó lấy đúng không? Ừ. Ăn gì hay ăn gì tóp tét rồi nhúc là con à? Môn môn đi đâu môn? Tâm con mua lại đi rồi anh Tâm ạ. Tâm ở nói chào mọi người đi. Có, chào mọi người đi. Chào mọi người cái nào. Có, đây ngoan. Ôi, quá. Ôi bỏ ngoan thế. Có, đây đây. Này này bỏ nó đi lấy rổ được lạc đi. Đây ngồi. Bỏ ơi. Bỏ. Bỏ ơi, bố Tâm răng lạc xong rồi đi lấy rổ đi. Đi đi, nhanh. Ôi bỏ ngoan thế, bỏ giỏi thế. Nào, ôi bỏ giỏi thế. Để đổi ra đây nhá. Đó. Ừ. 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 Ôi ngon thế. À. Ngon nhỉ. Chị Mun đi trả về rồi. Ngồi nhúc nhắc. À bo. Mẹ cầm cái xô kia nào. Cầm đùng ra con. Ok cầm xô. Cầm xô về đây. Đấy cầm xô về đây. Cầm đây. Ôi, bò giỏi đây, thế. Được rồi. Nào, ngồi ăn đi. Chị Mun kệ. Kệ, chả quan tâm chị Mun nữa. Chị Mun không ăn thì đừng ăn. Ăn đi. Bán lạc không bà? Bán lạc không? À, bà ăn lạc nó mâng nhỉ? Ăn đi. Đây, bỏ đây. Nhỏ đây. Ngon thế. Ừ. Ừ. Này, nó nói không? Này, về đây. Này. Về đây. Ừ, mới đây. Nó vẫn còn là... ngó nghe con đùm này. Gặp nhau thì đánh nhau, xa nhau thì cứ nhớ nhau. Có đủ cái con đủ không? Ai? Ai? Kéo con tròn chó nha. Đó.
Đây. Nào, mới là các gà. Mới ra. Bo ơi, lại lấy bình đi, bố lấy nước cho uống, phải khát nước con. Nhanh lên. Nhanh. Nước. Ôi, bo giỏi thế. Đây, bố lấy nước cho. Đây, lấy nước. Đây. Đây, lấy nước. Bố lấy nước à? Lấy nước nhá. Nước cô uống nhá. Ăn lạc giang khát nước. Nước cô uống à. Đấy, cô uống. Đấy người uống. Ăn lạc giang khát nước. Bò. Ăn lăn ra này con.